thời gian gần đây, để phục vụ thực khách được ăn uống thỏa thích mà không lo về giá cả, nhiều cửa hàng, quán ăn đã tung ra những sale buffet với nhiều mức giá khác nhau: 199k, 299k, 339k, 399k. Và quy định tiên quyết được các quán ăn đề ra là thực khách chỉ được ăn tại quán chứ không thể đóng gói mang đồ ra về. Thế nhưng, cũng không ít tình huống cửa hàng bắt gặp khách hàng ăn không hết thì gói mang về với lý do tiết kiệm, tránh lãng phí thức ăn. Được chia sẻ lên mạng xã hội với nhiều ý kiến gây tranh cãi. Mới đây, sau vô vàn lần bắt gặp khách lén mang thức ăn thừa về, admin một trang fanpage của quán ăn buffet phường đã chia sẻ tình huống mà nhân viên cửa hàng từng gặp phải tại nhà hàng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Câu chuyện ý thức của một vài vị khách khi đi ăn buffet được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người chú ý. Theo đó, một vài nhóm khách đến ăn không chỉ thủ sẵn túi bóng để gói đồ ăn thừa mang về mà không ít nhóm khách còn lựa lúc nhà hàng đông khách lén chuồn ăn mà bỏ qua việc thanh toán tiền. Dù đã gọi ra chỗ kín nhắc nhở để khách hàng đỡ ngại hoặc lắp camera giám sát ngay trước quầy của nhà hàng để hạn chế hành động gói đồ ăn mang về của khách nhưng tình trạng này vẫn liên tiếp xảy ra. Chính vì thế, fanpage của cửa hàng đã chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội như một lời nhắc khéo cho chính những vị khách từng có hành động như vậy hoặc có ý định đó sẽ rút kinh nghiệm cho những lần đi ăn tiếp đó. Câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội như sau: ở thời đại 40 nhưng dường như nhiều người chưa biết đến, mọi ngóc ngách trong nhà hàng đều được lắp đặt hệ thống camera tối tân, hệ thống phần mềm ghi nhận số lượng khách bước vào là không trượt phát nào. Ý thế nhưng có những chị em xinh đẹp có, các cô các chị em trung trung cũng có lấy đồ trút vào túi bóng mang sẵn từ nhà đi. Có lần các bạn quản lý tầng 4, số đường L, V, L, còn bắt gặp một bàn 5-6 cô mang hẳn 4 cái túi bóng đi để lấy đồ mang về bao gồm hơn chục con trẻ, 1-5kg bề bề, cả nửa ký tôm đã cho vào nồi lẩu đun chín để đổ vào túi bóng mang về. Nhưng quản lý phường giữ kẻ cho khách mời khách ra khu riêng nói chuyện và mời khách để vào chỗ khuất trả lại để đỡ xấu hổ. Túi ni lông đựng cua và bầy bầy được chia sẻ lên mạng xã hội. Rồi có chị đi cùng chồng cùng con dẫn trút đồ vào túi bóng mang về trước mặt những đứa con của mình có đáng hay không? Đặc biệt là tầng 5, số đường L, V, L, vì nhà hàng đã bắt được đến chục lần khách hàng cứ đến ăn rồi lấy đồ mang về. Xem lại cảnh khách hàng khổ sở đi lấy đồ về bàn rồi trút vào túi, tôi vẫn không hiểu tại sao họ phải làm vậy. Hải sản có thể hơi đắt một chút với các thức ăn khác nhưng có đáng để mọi người phải làm vậy hay không? Chính vì thế tôi quyết định lắp một màn hình TV ngay tại quầy thu ngân để tự khách hàng xem và tự cảnh tỉnh không nên làm những điều như vậy. Nhưng chuyện khách đến ăn và lấy đồ ăn không dừng lại. Không chỉ dừng lại ở việc trút đồ ăn như cua, ghẹ, bầy bầy vào túi bóng để đem về, mà nhiều vị khách còn lợi dụng lúc đông, nhân viên không chú ý để ra về mà không thèm thanh toán tiền. Khi được nhắc nhở thì lại diện đủ lý do từ A để bao biện, thậm chí phải nói sẽ công khai danh tính lên mạng xã hội thì khách mới chịu trả tiền ăn khiến chính nhân viên quán cũng phải cạn lời. Ngoài chuyện khách lấy đồ ăn mang về thì còn buồn hơn một số khách nho nhỏ đi 2-4 người thi thoảng đến ăn và quên không thanh toán. Và xem lại cảnh khách ra về trên camera thì đến là buồn. Nhân viên gọi điện xin lại tiền thì khách bảo không biết tưởng người kia thanh toán, có chị bảo chờ các em lâu quá nên chị về, có anh chị chả nói gì cứ chi làm hai ngã ra về. Và sau 2-3 tuần có khi một tháng phường mới đòi lại được tiền. Không nói gì đến người trung trung mà trường hợp ăn xong không thanh toán rất hay rơi vào bàn hai người. Vì họ nghĩ nhà hàng đông nhân viên không bao quát hết được. Nhưng họ đâu biết một khi đã ngồi vào bàn ăn là hệ thống phần mềm đã ghi nhận. Cuối ca không thanh toán là phần mềm sẽ báo đỏ và nhà hàng lại đi kiểm tra lại camera. Đa số khách sẽ trả lại tiền nhưng có khách chây yêu cũng khóa máy chặn số điện thoại nhà hàng luôn, đến khi nhà hàng nói sẽ công khai lên Facebook họ mới chịu liên lạc trả tiền. Ảnh minh họ. Sau hàng loạt những trường hợp khách hàng xấu tính khiến chính nhân viên quán ăn, nhà hàng phải khốn đốn được liệt kê ở trên, admin fanpage của nhà hàng cũng cho biết, khi viết ra những trường hợp này hoàn toàn không phải để bêu xấu họ và cũng không bao giờ công khai hình ảnh của họ. Đồng thời, admin cũng chia sẻ, biết viết lên đây đâu đấy khách hàng sẽ đọc được, sẽ buồn và cảm thấy ái ngại, nhưng quản lý nhân viên của phường bắt gặp họ còn thấy ái ngại hơn, rất khó xử và khi xử lý phải rất tế nhị. Có khi họ sẽ không bao giờ quay lại đây ăn nữa nhưng hy vọng đi nhà hàng khác ăn họ đừng làm vậy nữa.
làm ngành nào thì cũng rất vất vả, nhưng làm ngành nhà hàng vất vả tới tối muộn. Nên rất mong quý khách hàng đến ăn chia sẻ khó khăn với nhà hàng. Hy vọng nhà hàng viết lên đây để tránh những trường hợp tương tự xảy ra, làm cả hai bên đều thấy ái ngại. Ngay sau khi câu chuyện trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và nhận được sự đồng tình của mọi người. Đồng thời cho rằng, việc gói đồ thừa mang về tránh lãng phí thức ăn chẳng có gì là xấu cả, tuy nhiên trừ khi đi ăn buffet. Bởi để tránh việc lãng phí hoặc sợ khách hàng lấy quá nhiều đồ ăn bị thừa thì cửa hàng đúng đã để biển nhắc nhở lấy đủ dùng hoặc thu thêm phí môi trường nếu bỏ lại quá nhiều đồ. Từng chứng kiến khách lén lấy đồ ăn cho vào bịch ni lông để mang về, bạn G. L chia sẻ, chỗ mình bớt phép đêm sơn, khách ăn xong còn lấy cớ để nhân viên đi ra chỗ khác xong lấy bánh bao gói vào giấy ăn khâu cho vào túi, thậm chí còn hát găng tay ni lông để đựng chân gà tàu xì. Nhân viên mình biết mà vẫn phải ngậm bồ hòn vì ái ngại thay cho cái sự lén lút của họ. Bạn cá, tờ kinh doanh đồ uống cũng bày tỏ bức xúc, nhà mình kinh doanh đồ uống. Có những hôm khách đông, mình cùng nhân viên cố gắng phục vụ khách nhanh nhất và phải đảm bảo chất lượng nhất. Nhưng một số khách đi về không thanh toán. Nói thật là 2-3 cốc nước không đáng bao nhiêu nhưng công sức phục vụ bỏ ra mới đáng. Khi người ta cố gắng phục vụ mà đáp lại là không trả tiền thì thực sự là ước ghê gớm. Một cư dân mạng khác cũng lên tiếng góp ý, bớt phép là ăn uống văn minh, đi ăn no ăn cố đã thấy xấu hổ rồi lại còn đòi mang về. Ăn gọi là thưởng thức theo ý mình mỗi thứ một tí, tất nhiên sở thích là đi đã vào là ăn cho thỏa thích, nhưng còn đến lúc gói đem về thì hơi mất lịch sự rồi. Nếu ai cũng ăn xong tranh thủ đem đồ về cho cả nhà thì bao nhiêu mới xuể, nhà hàng đóng cửa vì thua lỗ mất. Đồng ý với quan điểm trên, bạn Nga lời chia sẻ, thật đáng xấu hổ. Có tiền đi ăn thì hãy tỏ ra mình là người lịch sự, ăn bớt phép khác với gọi món. Mình chưa như vậy, lần nào gì đi ăn quán bao giờ cũng gọi vừa đủ và gắng ăn cho hết, hết rồi lại gọi tiếp tránh lãng phí. Bớt phép có thể ăn thỏa thích nhưng không có nghĩa là gọi la liệt để bỏ thừa hay đem về.